Nhìn Hoài Linh ủng hộ tinh thần cho Ngọc Trinh kiện nhà hát, ai cũng hiểu vì sao anh lại được kính ngưỡng đến như vậy. Đã rất lâu rồi, em không đọc được tin tức gì mới về chị Ngọc Trinh, nữ diễn viên chính trong bộ phim Mùa Ngò Gai. Mới đây lại thấy chị lộ diện trên truyền thông, nhưng lại trong một sự kiện rất buồn. Lần lộ diện này là bất đắc dĩ, vì chị phải đứng ra kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, mà những người đại diện cho nhà hát này đều là bậc cha chú trong nghề. Cùng là nghệ sĩ với nhau, cực chẳng đã chị phải mang tranh chấp ra tòa. Chị không ngại mang điều tiếng, chỉ muốn chuyện đúng sai được phân định, nhận xét rõ ràng. Thế nhưng vụ việc này được giới nghệ sĩ xem là một chuyện đáng tiếc vì để công chúng nhìn thấy rõ những mặt khuất. Thay vì là mặt đẹp đẽ của giới nghệ sĩ thật thụ, những người chỉ tập trung làm nghệ thuật và ít khi dính phải tai tiếng gì. Chuyện chị Ngọc Trinh cực chẳng đã phải vác đơn đi kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh là do nhà hát này đã đơn phương chấm dứt hợp tác nên chị bị thiệt hại nặng nề về chi phí đầu tư cho vở diễn. Theo yêu cầu của phía nguyên đơn là chị Ngọc Trinh, thì nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền là 546.297.568 đồng cho chị. Số tiền này bao gồm chi phí đầu tư cho 6 vở diễn, chỉ có thể là Yêu, Kẻ Nói Dối Đa Tình, Cặp Đôi Hoàn Cảnh, Amama, Mắt Âm Dương, 49 Ngày Yêu, chi phí bù lỗ cho diễn viên và chi phí đầu tư cho kịch bản Tết 2015. Trong phiên tòa, nhiều nỗi buồn hơn là sương si này, chị Ngọc Trinh đã nhiều lần mất bình tĩnh và bật khóc. Chị không phải là người đủ vững vàng để lạnh lùng chất vấn những người mà chị luôn xem là bậc tiền bối, cha chú trong nghề. Nghệ sĩ Công Ninh, người từng là thầy và là người yêu cũ của chị Ngọc Trinh đã nói về chị như thế này. Ngọc Trinh là người rất nóng tính, đôi khi mất kiểm soát, nhưng bên trong tâm hồn, cô ấy là người rất yếu đuối. Một mình cô ấy phải đối mặt với một sự việc quá lớn, tôi thấy cô ấy nhỏ bé và đơn độc. Với tôi đây là một vụ kiện đau lòng, nghệ sĩ vốn sống bằng cái tình và cảm xúc, cực chẳng đã, mới bôi mặt đá nhau như thế này, tôi hy vọng rằng đừng bao giờ xảy ra một vụ kiện tụng tương tự. Vì hiểu rõ chị Ngọc Trinh nên nhiều anh chị em trong giới nghệ sĩ đã đến tòa án, ủng hộ tinh thần cho chị. Và mọi người chẳng ai lạ khi thấy anh Hoài Linh trong bộ đồ bà ba quen thuộc ngồi một góc dõi theo chị Ngọc Trinh với ánh mắt lo lắng buồn bã. Trước khi phiên tòa diễn ra, anh đã ngồi cạnh an ủi khích lệ Ngọc Trinh. Anh bảo rằng anh đến theo dõi phiên tòa này thứ nhất là vì muốn tìm hiểu thêm về những khúc mắc khi hợp tác với nhau giữa các nghệ sĩ để sau này có lỡ gặp phải thì cũng biết xử sao cho thuận tình hợp lý. Còn lý do thứ hai thì khỏi cần phải nói, mọi người đều hiểu tại sao anh lại dành thời gian và Ngọc để đến đây. Anh Hoài Linh vốn là người sống có tình có nghĩa, nhất là với bậc đàn em trong nghề. Anh xem chị Ngọc Trinh giống như một cô em gái thân thiết. Em út gặp chuyện buồn phiền, rắc rối, làm sao mà anh nỡ làm ngơ. Anh cũng biết rõ chị Trinh là người yếu tinh thần, dễ xúc động nên phải có mặt để ủng hộ tinh thần của chị. Anh Hoài Linh trước nay luôn là người sống có trước có sau, có tình có lý nên cách nhìn nhận của anh về nhiều vấn đề cũng được mọi người tin tưởng. Với vụ việc buồn của đàn em thân thiết, anh chỉ nói một câu chốt lại như thế này mà ai nghe xong cũng cảm thấy gật gù đồng ý. Phiên tòa này ai thắng ai thua thì đều buồn cả vì đều là anh em nghệ sĩ với nhau. Hy vọng rằng mọi chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng cũng phải sáng tỏ. Câu nói của anh vừa có tình lại không trái lý. Kinh nghiệm sống và nhân cách của anh giúp anh có cái nhìn bình tĩnh, độ lượng, thấu tỏ với sự đời. Không phải bỗng nhiên anh lại là một nghệ sĩ lớn, một người được cả giới nghệ sĩ và công chúng yêu thương mến mộ. Cuộc sống của diễn viên Ngọc Trinh Mùa Gò Gai giờ ra sao? Vụ kiện giữa diễn viên Ngọc Trinh và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đã làm khán giả tò mò về cuộc sống hiện nay của nữ diễn viên như thế nào. Thành danh nhờ kịch nói, nhưng ít ai ngờ thổi nhỏ, Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1977, lại mơ ước trở thành nghệ sĩ cải lương. Như một cái duyên, Ngọc Trinh lại thi vào khoa kịch nói trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, nhờ sự dìu dắt của các bậc tiền bối, Ngọc Trinh được rẽ hướng hẳn sang sân khấu kịch. Con đường nghệ thuật của cô khá êm đềm, bằng sự nỗ lực và lối diễn chân thật, Ngọc Trinh đã tạo dựng được tên tuổi trong lòng khán giả. Ngọc Trinh từng chia sẻ rằng, tôi sinh ra trong gia đình không phải giàu có. Lại là con lớn nên trách nhiệm cũng nặng lắm, không đi diễn là ảnh hưởng đến kinh tế gia đình trầm trọng. Nhờ diễn hài tôi quen biết nhiều bầu show ở hải ngoại, được mời đi nước ngoài diễn. Lúc đó tôi có một nỗi buồn tinh thần là không được diễn kịch, công việc mình thích. Nhưng tôi vẫn cảm ơn những tháng ngày đi diễn tấu hài vì gia đình cũng có thể sống thoải mái bằng đồng tiền tôi kiếm được.
Nhưng phải nói rằng bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc Trinh thì đó chính là cái duyên với Mùa Ngò Gai. Vai diễn ở bộ phim này giúp cô tạo được dấu ấn sâu đậm với khán giả. Tuy nhiên khi Mùa Ngò Gai đang hút khách và sự nghiệp cũng đang ở giai đoạn phát triển, Ngọc Trinh đột ngột bị bệnh và vắng bóng trên màn ảnh, để lại không ít tiếc nuối cho công chúng. Thủ vai Vi lúc đi học cấp 3 và giai đoạn trưởng thành, Ngọc Trinh đã thể hiện được nhân vật một cách mộc mạc nhất và chinh phục được nhiều khán giả. Cô làm cho người xem ấn tượng thông qua cách cô đối mặt khó khăn và nghị lực vươn lên khó khăn ấy. Trong lúc bệnh tật, đạo diễn Kim Se-hut, chồng Ngọc Trinh hiện giờ, chính là người đã kề cận chăm sóc và động viên cô cố gắng vượt qua khó khăn. Tấm lòng của anh đã giúp hai người nên duyên vợ chồng. Người chồng Hàn Quốc của cô chính là người sản xuất của Mùa Ngò Gai. Trải qua những ngày khó khăn, Ngọc Trinh quay lại với nghệ thuật với vai trò hoàn toàn mới, đó chính là đạo diễn sân khấu. Nữ diễn viên quyết định thi vào khoa đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và đã tốt nghiệp. Tuy nhiên về sau này, khán giả ít thấy sự xuất hiện của cô trong các vai diễn. Cuộc sống của Ngọc Trinh vẫn trầm lặng hơn và nụ cười duyên dáng tươi tắn phần nào nhạt đi. Bởi lẽ, dù đã bước qua tuổi 40, nhưng Ngọc Trinh vẫn chưa được ông trời trao tặng thiên chức làm mẹ. Nữ diễn viên bộc bạch rằng, không phải vì quá mê công việc mà đến giờ tôi vẫn chưa có con. Tôi cũng thường thăm khám bác sĩ, nhưng tôi nghĩ duyên chưa tới. Nên mặc dù tôi rất muốn có con, nhưng có lẽ trời chưa cho. Tuy nhiên, tôi vẫn trấn an mình và ông xã để không vì như vậy mà đổ lỗi cho nhau, tạo áp lực cho bản thân mình, khiến bản thân căng thẳng. Điều đó càng không tốt có cho việc có con sau này. Giờ tôi không buồn về chuyện này, tôi vẫn chăm chỉ đi làm và vẫn cứ lạc quan vì cái gì đó đến sẽ đến. Những ngày qua, vụ kiện giữa nữ diễn viên và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề hủy hợp đồng biểu diễn gây thiệt hại gần nửa tỷ đồng cho Ngọc Trinh vẫn chưa đến hồi kết. Tuy nhiên, vụ kiện này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả mọi nơi. Đồng thời, có rất nhiều nghệ sĩ đến phiên tòa để ủng hộ Ngọc Trinh lấy lại cân bằng, trong đó có cả đàn anh là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Vụ kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Trinh trầm cảm phải nhập viện cấp cứu. Việc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đột ngột chấm dứt hợp tác đã khiến Ngọc Trinh bị trầm cảm mất ngủ liên tục, căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mức nhiều lần phải nhập viện cấp cứu. Tại phiên sơ thẩm diễn ra vào sáng 7 tháng 7, 2017, mặc dù đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra nhận định nhà hát thành phố Hồ Chí Minh nên bồi thường cho phía Ngọc Trinh, tuy nhiên, sau một thời gian nghị án kéo dài, hội đồng xét xử vẫn chưa đưa ra phán quyết. Theo đó, kết quả phiên tòa sẽ được công bố vào sáng ngày 11 tháng 7, 2017 tại Tòa án Nhân dân quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên xử sáng nay, Ngọc Trinh đã bớt căng thẳng hơn những lần trước, tuy nhiên tâm trạng của cô tỏ ra không ổn định. Trước khi phiên tòa bắt đầu, cô khá vui vẻ với bạn bè nghệ sĩ đến chứng kiến. Nhưng thỉnh thoảng trong những lúc trả lời chất vấn chủ tọa, cô khóc nức nở. Khi giải lao, Ngọc Trinh thì tỏ ra mệt mỏi. Dù vậy, sau khi tòa thông báo sẽ tuyên bố kết quả vào tuần sau, Ngọc Trinh khá bình thản. Cô cho rằng đến mức này thì cô chỉ biết chờ phán quyết của tòa, chứ không có ý kiến gì thêm. Về phía nghệ sĩ Khánh Hoàng, nguyên giám đốc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh, đại diện phía bị đơn khi trả lời phỏng vấn riêng, bày tỏ mong muốn được hòa giải theo hướng nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện cho Ngọc Trinh sử dụng sân khấu và cơ sở vật chất phục vụ cho việc trình diễn 52 suất không lấy chi phí. Theo ông Khánh Hoàng, nếu hội đồng xét xử quyết định nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh bồi thường cho Ngọc Trinh thì bên bị đơn sẽ kháng cáo. Đạo diễn Hữu Tiến, người bên cạnh Ngọc Trinh suốt 3 năm qua, kể từ khi mâu thuẫn giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu, chia sẻ: 4 năm trước, Ngọc Trinh là ngôi sao lớn tại sân khấu thế giới trẻ, tâm trạng cô rất tốt vì công việc suôn sẻ. Vì một vài lý do cá nhân, Ngọc Trinh rời sân khấu thế giới trẻ và quyết định bỏ vốn đầu tư vào nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Biết được ý định của Ngọc Trinh, rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã ngăn cản vì họ dự cảm một kết cục không tốt. Bất chấp sự ngăn cản, Ngọc Trinh vẫn quyết tâm thực hiện mong ước của mình với mục tiêu xây dựng một địa chỉ, phục vụ kịch nghệ cho khán giả. Nhưng chỉ 6 tháng sau, giữa Ngọc Trinh và nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh xảy ra bất đồng. Theo đơn trình bày của Ngọc Trinh, phía nhà hát kịch, mà cụ thể là phó giám đốc Trần Quý Bình, đã chủ động đề nghị chấm dứt hợp tác. Kể từ thời gian này, Ngọc Trinh bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô mất ngủ liên tục và sự căng thẳng làm cho bao tử hành hạ đến mức phải nhiều lần nhập viện cấp cứu. Từ đó, tính tình của Ngọc Trinh trở nên nóng nảy bất thường và tình trạng này kéo dài suốt 3 năm.
Vì quá uất ức, việc bị chấm dứt hợp tác bất ngờ, Ngọc Trinh đã buộc phải lên tiếng giành lại công bằng bằng cách nộp đơn kiện lại tòa án quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, Ngọc Trinh đã không nhận bất cứ chương trình nào mang tính dài hơi và định kỳ vì dành thời gian cho vụ kiện. Đạo diễn Hữu Tiến khẳng định số tiền 500 triệu mà Ngọc Trinh đòi nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh bồi thường thực ra quá nhỏ với danh tiếng mà Ngọc Trinh tạo nên suốt 20 năm làm nghề. Tôi chắc chắn rằng vấn đề ở đây không phải là tiền bạc mà là lẽ phải. Ngọc Trinh muốn người sai phải nhìn nhận lỗi của mình. Diễn viên Ngọc Trinh kiện nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh được tóm tắt như sau. Do phía nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đơn phương chấm dứt hợp tác nên cô bị thiệt hại nặng nề về chi phí đầu tư. Theo yêu cầu nguyên đơn tức phía Ngọc Trinh, nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 546.297.568 đồng. Chi tiết số tiền gồm chi phí đầu tư cho 6 vở diễn, Chỉ Có Thể Là Yêu, Kẻ Nói Dối Đa Tình, Cặp Đôi Hoàn Cảnh, Amama, Mắt Âm Dương, 49 Ngày Yêu là 430.259.568 đồng. Chi phí bù lỗ cho diễn viên đến hết ngày 26 tháng 10, 2018 là 96.038.000. Chi phí đầu tư kịch bản Tết 2015, vở Thuật Hồi Sinh là 20 triệu đồng.